với các bạn nhé. Anh sẽ đem mình đổ. Đây là vị thơm. Vị thối thối. Đây là vị kem đánh răng. Có những vị kem tối on à, còn những vị khác trời trời thối. Rồi, chọn một vị bất kỳ. Ờ, cho một ăn đi xem là vị gì. Vị nó cứ kiểu mùi gì chị Heo? Nước đái. Mùi nước đái à? Chị Heo ăn gì kiểu mùi nước đái nào? Tao biết, tao cái mắt tao lấy đi. Sao bên này à? Con hay bố ăn? Bố ăn thử nhá. Con mùi quay ra đây, quay ra đây. Yeah, mùi kẹo cao su nhá, thơm nhá. Rất ngon, chết chị nào. Đến là chị hát tiếp. Hát đi. Ngọt ngọt. Không biết vị gì. Vị gì nhưng mà không thối đúng không? Ok, tiếp theo là đến táo nào. Nhắm mắt vào. Con ăn đi, con ăn cái này thơm lắm. Con ăn là thấy bố ăn nhá. Rồi, bố ăn hộ táo nào. Xem cái này thơm hay thối các bạn nhá. Kẹo này thối rồi. Không. Cũng không phải thối, cái này lại kẹo thơm. Ăn ngon. Ok. Tiếp theo đến lượt chị. Được. Mùi gì? Chua chua. Ngon đúng không? À, chị ăn thử xem. Con ăn đi, chị vừa ăn rồi, chị vừa ăn rồi đến được con. Kẹo thơm. Kẹo thơm. Cái này là kẹo thơm mà. Từ nãy giờ toàn còn kẹo thơm thôi con ạ. Thế để bố ăn nhá. Nào, bạn Thảo Tiên lại không ăn kẹo này, bây giờ bố ăn hộ bạn Thảo Tiên nhá. Màu vàng. Kẹo ngon. Kẹo này ngon. Không phải là kẹo thối nhưng mà cũng ngon. Ngon. Bây giờ chúng ta sẽ ăn những viên kẹo màu đen nhá. Rồi. Viên xanh. Chị em ăn thử xem bên này bị gì. Vị cà phê. Vị cà phê ngon rồi. Bạn Đáo chọn cho bố một viên kẹo màu đen nào, màu tối nào. Ok, màu đấy cũng được. Liệu kẹo này là kẹo thơm hay kẹo thối các bạn? Mình sẽ ăn thử nhá. Ok, ăn thử này. Kẹo thối rồi. Mùi này là mùi gì nhỉ? Không biết vị gì. Mùi nó thối thối. Thối làm gì cà phê. Thôi tiếp theo là chị Heo nào. Kẹo này thơm hay thối? Thối mùi gì đây? Hay bảo chị ăn. Hay bảo chị ăn. Kẹo thơm kẹo thối phải ăn chứ. Mùi gì? Ghê quá à. Chị ơi, ai bảo chị ăn. Thì chơi thì phải ăn chứ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn ba viên một lúc nha chị Heo nha. Táo ăn không? Con ăn đi. Thế cho chị Heo ăn nào, chị ăn ba viên một lúc nào. Xem chị... Ăn ba viên nha. Xem vị gì. Ba vị lẫn nhau thành cái vị kiểu giống vị cà chua. Là không ngon à? Không. Không ngon rồi. Thế được Thảo Tiên ăn.